Tell me what's your motive tonight. Will I end up right by your side? You lost when you needed it. It's hard to believe it. Tell me what's your motive tonight. Tell me what's your motive tonight. Will I end up right by your side? You lost when you needed it. It's hard to believe it. Tell me what's your motive tonight. When you want it, where would you say? When you need it, tell me what your motive tonight. When you want it, oh no, where would you say? When you need it, tell me what your motive tonight. Be 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 what your motive tonight. Tell me what's your motive tonight. Will I end up right by your side? Get lost when you need it. It's hard to believe it. Tell me what's your motive tonight. Tell me what's your motive tonight. Will I end up right by your side? Get lost when you need it. It's hard to believe it. Tell me what's your motive tonight. When you want it, where would you say? When you need it, tell me what's your motive tonight. When you want it, oh no, where would you say? When you need it, tell me what's your motive tonight. Be what 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 your motive tonight. Thank you.
Tell me what's your motive tonight. Will I end up right by your side? Get lost when you need it. It's hard to believe it. Tell me what's your motive tonight. Tell me what's your motive tonight. Tell me what's your motive tonight. Will I end up right by your side? Get lost when you need it. It's hard to believe it. Tell me what's your motive tonight. Tell me what's your motive tonight. Will I end up right by your side? Get lost when you need it. It's hard to believe it. Tell me what's your motive tonight. When you want it, will you say? When you need it, tell me what's your motive tonight. When you want it, oh, no. Will you say? When you need it, tell me what's your motive tonight. Tell me what's your motive tonight. Be what's your motive tonight. Be what's your motive tonight. Be what's your motive tonight. Tell me what's your motive tonight. Will I end up right by your side? Get lost when you need it. It's hard to believe it. Tell me what's your motive tonight. Tell me what's your motive tonight. Will I end up right by your side? Get lost when you need it. It's hard to believe it. Tell me what's your motive tonight. Tell me what's your motive tonight. Will I end up right by your side? Get lost when you need it. It's hard to believe it. Tell me what's your motive tonight. Tell me what's your motive tonight. Will I end up right by your side?
Vâng, đội tuyển Thunder Game của chúng tôi đã thấy chúng ta đã đưa các cầu thủ của mình ra sân để khởi động. Trên danh sách của chúng tôi thì tôi thấy đội tuyển Thunder Game có cầu thủ Nguyễn Thành Đông, thủ môn, Nguyễn Thanh Hải, tiền vệ mang áo số 13, Nguyễn Thanh Hà, tiền vệ mang áo số 7, Nguyễn Văn Phú, hậu vệ mang áo số 5, Ngô Văn Chiến, tiền vệ mang áo số 2, Nguyễn Anh Việt, alo 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 các anh này chắc là không chẳng được số 11. Xin chào anh em, xin chào tất cả anh em. Chúng ta lại có mặt trên địa bàn xã Diễn Trì, thành phố Bắc Giang để theo dõi các trận đấu trong khuôn khổ giải bóng đá thôn Diễu mở rộng lần thứ nhất năm 2022. Đây là những hình ảnh tại sân vận động thôn Diễu, xã Diễn Trì, thành phố Bắc Giang. Vừa rồi thì anh em cũng đã được theo dõi lễ khai mạc của giải, cũng đã được tường thuật trực tiếp trên sóng của bóng đá Bắc Giang. Và đây là những hình ảnh trọng tài chính Hoàng Mạnh Cường và trợ lý trọng tài Trần Văn Tuấn đang làm thủ tục để cho hai đội thi đấu trận đầu tiên của giải năm nay. Đó chính là FC Thôn Diễu đội chủ nhà gặp đội tuyển FC Đồi Nên. Vâng, thời tiết lúc này đang rất đẹp. Sân Thôn Diễu cũng là một trong những sân vận động có chất lượng khá tốt trên địa bàn xã Diễn Trì. Và đặc biệt thời tiết lúc này trên sân có gió nhẹ, nhiệt độ trên sân chừng khoảng độ 25 độ thôi. Tiết trời đã vào thu và không khí khá mát mẻ. Lúc này thì có rất đông các cổ động viên của đội chủ nhà cũng như là của FC Đồi Nên, và cũng như các cổ động viên của các đội tham gia giải đấu năm nay cũng có mặt trên sân vận động Thôn Diễu để cổ vũ cho trận đấu khai mạc của giải. Và như vậy là hiệp 1 của trận đấu đã bắt đầu. Trong hiệp 1 của trận đấu này thì các cầu thủ đội chủ nhà ở bên phía tay phải màn ảnh nhỏ của các bạn trong trang phục áo xanh đỏ, quần xanh. Và lúc nãy thì quý vị và các bạn đã theo dõi đội hình thi đấu chính thức cũng như là đội hình dự bị của hai đội. Giải bóng đá Thôn Diễu mở rộng lần thứ nhất năm 2022 dự kiến được tổ chức khai mạc vào ngày 13 tháng 8. Tuy nhiên thì do điều kiện ảnh hưởng của cơn bão số 2 nên giải đã được hoãn lại và bắt đầu khai mạc ngày hôm nay. Và dự kiến thì giải sẽ kết thúc vào ngày 4 tháng 9 năm 2022. Và đây là giải đấu được tổ chức để chào mừng khánh thành đình chùa Thôn Diễu và dỗ tổ Thôn Diễu năm 2022. Và chạm bóng của Long Đen. Ở giải đấu giải bóng đá Thôn Diễu mở rộng lần thứ nhất năm 2022 này, mỗi cầu, mỗi đơn vị, mỗi một đội bóng sẽ có
quyền đăng ký hai cầu thủ ngoại binh, tức là hai cầu thủ không phải là có hộ khẩu ở địa phương tham gia giải. Điều đó cũng cho thấy tính hấp dẫn của giải này. Và chúng tôi cũng đã nhìn thấy trong cả đội hình của FC Diễu và FC Đồi Nên cũng đã xuất hiện những ngoại binh. Và trở lại những diễn biến của trận đấu, đó là một pha treo bóng của Văn Cường. Và như vậy là có thể là thấy trong thời gian ngắn thì bóng đá Bắc Giang cũng rất vinh dự được đồng hành cùng với các giải đấu trên địa bàn xã Dĩnh Trì. Cách đây không lâu thì chúng tôi cũng có truyền tải đến quý vị và các bạn những hình ảnh trong giải bóng đá Thuyền League mùa giải thứ tư. Và trước đó nữa là những hình ảnh của giải bóng đá thôn núi mở rộng lần thứ nhất. Một quả phạt rất nguy hiểm, đó là pha sút bóng của Văn Mạnh. Đội trưởng Văn Mạnh vừa có tung ra một cú sút đầu tiên về phía khung thành của thủ môn Thành Đông. Chúng ta cùng xem lại tình huống tranh chấp bóng. Và pha nhà bóng của Văn Hưởng và pha sút bóng của Văn Mạnh. Thành Đông cũng đã có một pha bay người rất đẹp mắt trong tình huống vừa rồi. Ngọc Điệp, bóng đã đi hết đường bên ngang. Các thủ FC Đồi Nên được hưởng một quả phạt góc đầu tiên bên phía cánh phải theo hướng tấn công. Ngọc Điệp chuẩn bị, anh Điệp chuẩn bị thực hiện quả đá phạt ạ. Không được, đó bóng đã chạm tay Văn Hưởng rồi. Đó là tình huống sút bóng đầu tiên của FC Đồi Nên về phía khung thành thủ môn Ngọc Văn. Và chuyền bóng của Long Đen. Trong thời gian vừa qua thì thông tin chúng tôi nhận được bằng nguồn vốn xã hội hóa thì cấp ủy chính quyền nhân dân thôn Diễu cũng đã đang khởi công thi công dự án cải tạo nâng cấp đình chùa thôn Diễu, và tổng kinh phí vận động từ nguồn xã hội hóa lên tới gần 2 tỷ đồng. Đây là một con số rất là lớn, cho thấy sự quan tâm vào cuộc của chính quyền cũng như toàn thể bà con nhân dân trong và ngoài thôn Diễu để triển khai công trình văn hóa rất ý nghĩa của thôn. Và giải bóng đá này cũng là một trong những giải bóng đá để chào mừng khánh thành đình chùa thôn Diễu. Chưa có lỗi trong tình huống vừa rồi của các cầu thủ FC Đồi Nên. Và một lần nữa xem lại pha sút bóng của Văn Mạnh. Quý vị và các bạn thân mến, thì trận đấu mới diễn ra được ít phút thôi, nhưng chúng tôi sẽ thấy có những đường truyền rất sắc nét của cả hai đội. Những hình ảnh chưa có nhiều cơ hội về cổ động viên đang theo dõi trận đấu này trên sân thôn Diễu. Lúc này thì có rất đông các cổ động viên từ già trẻ gái trai đã trực tiếp theo dõi trận đấu này. Và lúc này thì trên sóng của live của bóng đá Bắc Giang có rất đông các cổ động viên, những người yêu bóng đá, những người yêu theo dõi, những cổ động viên trung thành của bóng đá Bắc Giang cũng đang theo dõi trận đấu này qua sóng của bóng đá Bắc Giang. Ở trên timeline của bóng đá Bắc Giang có rất nhiều cổ động viên cũng có gửi lời chào đến ekip làm chương trình cũng như lời chúc dành cho hai đội thi đấu của trận đấu khai mạc giải. Và xin chào Belekun, xin chào Đinh Thiên Lực, chào Duy Quang, chào Hà Mạnh, xin chào tất cả anh em. Tiếp tục là một pha đường truyền dài. Không được. Và tranh chấp bóng của Long Đen và cầu thủ trung áo của FC Đồi Nên. Không được. Chúng ta có thể thấy hình ảnh rất nhiều các cổ động viên ở các lứa tuổi khác nhau đang chứng kiến cổ vũ trận đấu này.
cầu thủ Brunei đường vào đá phạt từ phần phía sân nhà. Với mạnh cái đội bóng và lối chơi của Văn Long chuyển cho Văn Long. FC Diễu được đánh giá là một trong những đội bóng thi đấu khá tốt trên rất nguy hiểm. Đó là pha sút bóng của Văn Hưởng. FC Diễu được đánh giá là một đội bóng có các cầu thủ thi đấu khá tốt trên sân 7. Và vừa rồi chúng ta cũng thấy pha xử lý bóng của Văn Hưởng. Chúng ta cùng xem lại pha sút bóng bằng chân trái của Văn Hưởng. Đó không phải là một tình huống khó đối với thủ môn Văn Đông, Thanh Đông. Tuy nhiên thì nó cũng là một nỗ lực khá lớn của Văn Hưởng trong việc áp sát khung thành thủ môn Thanh Đông. Anh Điệp. Quả ném biên, quả đá biên bên phía cánh nhá. Phải theo hướng tấn công dành cho FC Đôi Nên. Vẫn là Thanh Hải, một pha cắt ngang của Thanh Hải. Ngọc Văn đã phải đấm bóng đi hết đường biên. Tiếp tục một quả đá biên nữa bên phía cánh trái theo hướng tấn công cho FC Đồi Nên. Thi đấu mở màn với FC chủ nhà chắc chắn nó sẽ là một áp lực rất lớn đối với các cầu thủ FC Đồi Nên trong trận đấu này. Tuy nhiên trong những phút vừa qua thì FC Đồi Nên vẫn thể hiện khả năng thi đấu rất tốt trước sức ép của các cổ động viên đội nhà. Cái đầu không lâu thì quý vị và các bạn cũng có dịp được theo dõi trực tiếp các cầu thủ FC Đồi Nên thi đấu tại giải bóng đá thôn núi mở rộng lần thứ nhất năm 2022. Rất nguy hiểm, rút không vào, liên tiếp hai cú rút của các cầu thủ FC thôn Diêu. Trước đó là cú rút của Văn Mạnh và pha áp thành của Văn Hưởng, nhưng Thành Đông đã hoàn toàn kiểm soát bóng trong hai pha sút bóng vừa rồi. Long Đen không được. Thanh Hải, FC Đồi Nên phản công rất bình tĩnh, rất tốt và sút bóng. Và trả bóng khá sâu của Long Đen. Văn Tú, Thanh Hải và che chắn bóng kỹ thuật của Khánh không đó, không được. Rất tiếc là sau đó thì Thanh Hải đã tung ra một cú sút từ khá xa và bóng đi thiếu chính xác. Chúng ta cùng xem lại pha sút bóng rất mạnh bằng chân trái của Văn Mạnh và sau đó là khu và đá bồi của Văn Hưởng. Văn Cường. Vâng, xin chào Hiệp Bắc Giang, chào Duy Thái Nguyễn. Không khí trên sân vận động Thôn Diễu cũng đang rất náo nhiệt, rất đông các cổ động viên đang trực tiếp cổ vũ trận đấu này trên sân. Trong những ngày vừa qua thì do ảnh hưởng của cơn bão số 2 nên sân vận động Thôn Diệu có một số vị trí cũng đã bị đọng nước. Tuy nhiên thì thời tiết mấy ngày vừa rồi cũng đã ủng hộ cho giải đấu. Và cũng để chuẩn bị cho giải đấu này thì ban tổ chức cũng đã có những sự chuẩn bị rất kỹ lưỡng. Chúng ta có thể thấy một số vị trí trên mặt sân ban tổ chức cũng đã giải cát. Tuy nhiên thì đến thời điểm này thì tất cả các vị trí cũng đã đảm bảo mặt sân khá tốt. Và giải đấu này thì cũng được sự nhận được sự tài trợ quan tâm rất lớn của các mạnh thường quân. Trong đó thì công ty trách nhiệm hữu hạn Cương Thảo, đơn vị tài trợ chính cho giải đấu năm nay, cũng đã có dành sự quan tâm khá lớn cho giải đấu này. Cùng với đó là một số các nhà tài trợ khác như đơn vị nước uống Ngọc Sơn hay đơn vị Sơn Phát Cô. Trong đội hình của FC Đồi Nên ra quân trong trận đấu này
chúng ta vẫn thấy hình ảnh của hai nhân vật khá quen thuộc trong đội hình của FC Đồi Nền, đó là hai người anh em ruột Thanh Hà và Thanh Hải. Thanh Hà và Thanh Hải thường xuyên là những gương mặt trụ cột trong đội hình thi đấu của FC Đồi Nền ở các giải đấu trên địa bàn xã Diễn Trì. Và mỗi khi FC Đồi Nền tham gia các trận đấu ở các giải đấu cũng như các trận giao hữu thì không thể thiếu hình ảnh của hai anh em Thanh Hải và Thanh Hà. Và cảm ơn những chia sẻ góp ý của Hiệp Bắc Giang. Chúng tôi cũng sẽ khắc phục mạng hơi kém. Alo, alo. Tất cả các bạn có thể kiểm tra lại đường truyền trên thiết bị di động như là máy tính hoặc là TV có kết nối internet của mình. Hiện tại thì phần mềm của chúng tôi đang báo rằng tín hiệu của tôi đang rất tốt. Các bạn hoàn toàn có thể theo dõi trận đấu này ở chế độ Full HD 1080 và với một màn hình lớn hơn 100 inch. Các bạn hãy xem lại đường truyền ở trên thiết bị của mình nhé. Còn hiện tại thiết bị của chúng tôi thì đang rất tuyệt vời. Dạ vâng. Bây giờ là những chia sẻ của Ngọc Khanh về tín hiệu đường truyền. Anh em vui lòng kiểm tra thiết bị đường truyền của thiết bị mình giúp. Vâng, trở lại với những diễn biến của trận đấu. Tốc độ trận đấu đang diễn ra khá nhanh. FC Diễu vẫn đang nỗ lực áp sát khung thành thủ môn Thành Đông. Nhìn phút thứ 13 của trận đấu rồi và tỷ số lúc này vẫn đang là 0-0. Văn Cường. Thanh Hà rất nhịp nhàng, pha phối hợp rất nhịp nhàng của FC Đồi Nền. Thanh Hải pha xử lý bóng có vẻ hơi vội vàng của Thanh Hải, tuy nhiên thì bóng đã đi hết đường biên ngang. Sẽ có một quả phạt góc bên phía cánh trái theo hướng tấn công cho FC Đồi Nền. Anh Điệp không được, một pha ra chân của anh Điệp, tuy nhiên thì hậu vệ của FC Diễu đã áp sát. Văn Mạnh, pha tranh chấp của Văn Mạnh và Thanh Hải. Vâng, xin chào Nguyễn Hùng, xin chào Hứa Văn Cường. Vâng, thời tiết rất đẹp và tín hiệu đường truyền cũng khá tốt nên chất lượng hình ảnh trận đấu này cũng sẽ phần nào làm hài lòng anh em. Ta cùng xem lại pha cản phá kịp thời của Văn Hùng. Không được, rất tiếc. Bóng đã chạm tay rồi. Như vậy là vừa rồi là tình huống bóng chạm tay của cầu thủ mang áo số 11 Văn Chiến của FC Đồi Nền. Sẽ là một tình huống đá phạt mà Văn Mạnh và Văn Hưởng là hai cầu thủ đứng trước bóng. Đây là cả hai cầu thủ này đều có khả năng xuất phạt rất tốt. Góc sút cũng khá rộng. Và đây rõ ràng cũng sẽ là một tình huống nguy hiểm. Văn Hưởng. Bóng đã đập hàng rào. Rất khỏe. Bóng trọng tài xác định không có một quả phạt góc dành cho các cầu thủ FC Tân Diễu. Vâng, xin chào Huấn Nguyễn, xin chào Bảo Tuấn. Giải bóng đá thôn Diễu mở rộng lần thứ nhất năm 2022 có sự tham gia của 8 đội bóng trên địa bàn xã Diễn Trì. Và 8 đội bóng được chia làm 2 bảng đấu, thi đấu theo hình thức vòng tròn tính điểm. Và một điều khá thú vị là tất cả các trận đấu của giải đều được tổ chức vào khung giờ từ 17 giờ. Đây là cũng khung giờ khá là thuận lợi cho các cầu thủ cũng như các cổ động viên có thể
theo dõi tham gia các trận đấu. Quý vị và các bạn đang theo dõi trận đấu trong khuôn khổ bảng B. Với bảng B cũng được đánh giá là bảng đấu mà cũng có khá nhiều các ứng cử viên cho chức vô địch của giải năm nay. Trong đó có FC Diễu, FC Núi, FC Núm. Ba đội bóng cũng được đánh giá là những đội bóng ở top trên địa bàn xã Dĩnh Trì. Theo thông tin phân tích của giới chuyên môn, những người yêu bóng đá Dĩnh Trì. Trong khi đó thì ở bảng A thì với sự tham gia của FC Nguyện Muộn, FC Bãi Ổi, FC Cầu và FC Rừng Trong. Đây cũng là bảng đấu mà hứa hẹn có nhiều trận đấu hấp dẫn. Và rất mong muốn anh em có thể sắp xếp thời gian có thể di chuyển về sân vận động thôn Diễu, xã Dĩnh Trì, thành phố Bắc Giang để trực tiếp cổ vũ cho các trận đấu của giải. Và cũng thường xuyên đừng quên theo dõi các thông tin mà chúng tôi cập nhật về giải đấu này trên sóng của bóng đá Bắc Giang. Và để anh em, nhiều anh em yêu bóng đá có thể theo dõi các trận đấu của giải cũng như theo dõi các trận đấu trên sóng của bóng đá Bắc Giang, rất vui lòng mong muốn anh em sẽ tăng cường chia sẻ để có thêm nhiều người hâm mộ nữa có thể tiếp cận với các thông tin, các trận đấu mà chúng tôi truyền tải trên sóng của bóng đá Bắc Giang. Văn Hương không được, đó là pha là nhồi bóng của Văn Mạnh. Sau trận đấu này thì dự kiến vào lúc 19 giờ sẽ diễn ra trận đấu thứ hai trong khuôn khổ của giải giữa FC Cầu và FC Rừng Trong. Và FC Núi thì sẽ thi đấu vào trận khung giờ 19 giờ ngày mai nhé huấn luyện. Rồi trở lại với những diễn biến của trận đấu. FC Đồi Nên chuẩn bị thực hiện một quả đá phạt. Quả đá phạt nhanh của Thanh Hải không được. Tiếp tục là một quả phạt góc nữa cho FC Đồi Nên. Rồi xin chào anh em. Chào Đức Long. Thanh Hà không được. Sút thiếu chính xác của Thanh Hà. Và mỗi một trận đấu của giải, mỗi một hiệp đấu của giải bóng đá thôn Diễu mở rộng lần thứ nhất năm 2022 sẽ có 30 phút thi đấu chính thức. Và lúc này thì đồng hồ đã chỉ ra phút thứ 20, tức là 20/3 thời gian thi đấu chính thức của hiệp 1 đã trôi qua. Và tỷ số lúc này vẫn đang là 0-0. Đã có những tình huống nguy hiểm về phía khung thành của hai đội, tuy nhiên vẫn chưa có bàn thắng mà. Văn Mạnh sút vào. Vâng, chúng tôi vừa nói xong là chưa có bàn thắng được mở thì Văn Mạnh đã lên tiếng. Đó là một pha đi bóng đầy dũng mãnh và sút bóng chính xác của Văn Mạnh. Bàn thắng đầu tiên của giải đấu năm nay được đánh dấu bởi cái tên đội trưởng Văn Mạnh. Chúng ta xem lại tình huống chuyền bóng trước đó của Long Đen và pha đi bóng đầy dũng mãnh và sút bóng đầy chính xác của Văn Mạnh. Tỷ số đã được mở 1-0 cho đội chủ nhà. Vừa rồi chúng ta đã thấy được khả năng can lướt của Văn Mạnh cũng như khả năng sút bóng chính xác với lực sút bóng khá mạnh.
Văn Mạnh là cầu thủ có khả năng thi đấu tốt bằng cả hai chân. Và vừa rồi đó là một bàn thắng bằng chân trái. Lại là một quả đá phạt góc của Thanh Hải. Không được. Bóng vẫn trong sân. Văn Hưởng, đường chuyền dài của Văn Hưởng. Văn Mạnh chắc chắn là vẫn kịp. Bóng vẫn trong sân. Vẫn là Văn Mạnh. Không được rồi. Chúng ta cùng xem lại pha phối hợp chuyền dài của Văn Mạnh và Văn Hưởng. Văn Mạnh và Văn Hưởng là hai cầu thủ có khá nhiều năm thi đấu cùng nhau. Rất nguy hiểm. Đó là một pha đá phạt của Long Đen và pha lắc đầu của Văn Hưởng. Đúng được. Vâng, đã có những lời động viên và chúc mừng Văn Mạnh sau pha ghi bàn vừa rồi từ Belokute. Và như vậy đã có sự thay đổi người đầu tiên trong phía đội hình của FC Diễu. Thành Đông đã hoàn toàn chính xác trong pha xử lý vừa rồi. Rất tốt. Pha đi bóng rất kỹ thuật của cầu thủ mang áo số 11 của FC Đồn Ninh. Người chạm bóng cuối cùng là anh Điệp. Vâng, chúng tôi cũng chưa có thông tin về cầu thủ mang áo số 11 của FC Đồn Ninh. Anh em nào có thông tin về cầu thủ mang áo số 11 vui lòng cấp giúp chúng tôi. Và đá biên của anh Điệp. Không được. Và chạm bóng không tốt của Thanh Hải. Ta cùng xem lại đường chuyền vừa rồi. Và pha bật lên đánh đầu của anh Điệp. Và đánh gọn rất ăn ý, rất tốt của các cầu thủ FC Diễu. Không được rồi. Thanh Hà, FC Đồn Ninh phản công. Đó là Thanh Hà. Anh Điệp bên trong. Pha chuyền bóng cho anh Điệp. Không được. Lại là Văn Hưởng. Văn Mạnh. Không được rồi. Vâng, cầu thủ số 5 Văn Tú. Anh Điệp sút không được. Rất tiếc. Vừa rồi là một pha sút bóng của Văn Chiến. Thanh Hà. Anh Điệp. Vẫn là anh Điệp. Thanh Hà. Không được. Thanh Hải đó. Pha sút bóng của Thanh Hải. Tiếp tục một quả đá biên nữa. Chúng ta cùng xem lại pha sút bóng của Văn Chiến. Rất mạnh. Tuy nhiên bóng đã có sang ngang. Và đẩy bóng của Long Đen. Không được. Văn Tú là hậu vệ có chiều cao và thể lực khá tốt. Lại là Văn Chiến. Văn Mạnh. Và chuyền bóng của Văn Mạnh cho Văn Hưởng. Văn Hưởng sút không vào. Thành Đông đã kịp thời ghép góc trong tình huống vừa rồi. Đó là một pha sút bóng rất mạnh của Văn Hưởng. Chắc chắn đây là một trận đấu vất vả đối với thủ môn Thành Đông. Phải đối mặt với những vị trí trận đấu này là trọng tài Hoàng Đình Cường và thứ hai Văn Tuấn. Vừa rồi chúng tôi thấy là anh Cường để cho thủ môn của đội đội nên đeo cái
Quy trường rất to à, chứ khổ. Bây giờ thì vừa đã phát hiện ra. Vâng, cảm ơn thông tin của Phạm Trung Hiếu. Cầu thủ mang áo số 11 là Văn Tài bên phía SCN. Chúng ta cùng xem lại pha sút bóng vừa rồi của Văn Hưởng. Còn đây là hình ảnh của hậu vệ Văn Cường của FC Diễu. Thủ môn Ngọc Văn. Có lẽ là anh không thể thi đấu, tiếp tục thi đấu được. Văn Hưởng đang tỏ ra khá đau đớn. Văn Hưởng đang bị chấn thương. Nếu như Văn Hưởng không thể thi đấu tiếp tục được thì quả là một rất đáng tiếc cho đội tuyển Thôn Diễu. Vâng, như vậy là Văn Hưởng đã được khiêng ra sân. Vâng, rất đông các cổ động viên cao tuổi đang cổ vũ trận đấu này tại sân vận động Thôn Diễu. Như vậy là trận đấu đã tiếp tục. Văn Long và phối hợp của Văn Long và Văn Mạnh. Xin chào Huệ Xu Huệ, Nguyễn Đăng Duy. Xin chào anh em. Rất nguy hiểm. Đó là một pha đá trượt của Long Đen. Long Đen đã có một pha đẹp lòng bằng chân phải. Và di chuyển đón hứa bóng rất tốt của Long Đen. Rất tiếc, chút xíu nữa đã có một cơ hội rất rõ nét, một bàn thắng cho Long Đen. Văn Tú mất bóng rồi. Lại là pha phối hợp của Long Đen và Văn Mạnh. Văn Mạnh không thể sút rồi. Thanh Hà. Đó là sự cản phá của Thanh Hà. Pha đẩy bóng hơi dài, hơi đáng tiếc của Văn Mạnh. Và chuyền bóng của Văn Tú. Rất tiếc Văn Chiến đã không theo kịp được đường chuyền vừa rồi. Vòng phút thứ 29 của trận đấu rồi, của hiệp 1 của trận đấu rồi. Tỷ số lúc này vẫn đang là 1-0 nghiêng về FC Diễu. Xin chào Nguyễn Hùng. Nguyễn Hùng và các bạn đang theo dõi trận đấu khai mạc trong khuôn khổ giải bóng đá Thôn Diễu mở rộng lần thứ nhất năm 2022. Thôn Diễu là địa phương thuộc xã Diễn Trì, thành phố Bắc Giang nhé Nguyễn Hùng. Rất nguy hiểm. Và xem lại pha treo bóng của Thanh Hải. Vòng đồng hồ đã chuyển sang phút thứ 30 rồi. FC chủ nhà vẫn đang tạm dẫn trước với tỷ số 1-0. Đẩy bóng của Văn Hải, Văn Cường. Sút bóng không được. Một pha mất bóng của Văn Mạnh và một pha chớp tay cơ của Thanh Hải. Tuy nhiên thì pha giàn chân cuối cùng đã không thành công. Có vẻ như Thanh Hải đã trượt chân trong miếng vừa rồi. Vâng, như vậy là lúc này thì trọng tài Hoàng Mạnh Cường cũng đã nổi hồi còi kết thúc hiệp 1. Hai đội ra sân tạm nghỉ với tỷ số 1-0. Hiệp 1 của trận đấu tạm nghiêng về FC Thôn Diễu. Cả tỷ số cũng như tỷ lệ kiểm soát bóng. Bàn thắng duy nhất của hiệp 1 được ghi bởi công của cầu thủ mang áo số 6 đội trưởng Văn Mạnh.
Vâng, chúng ta tạm nghỉ ít phút trước khi cùng chúng tôi tiếp tục theo dõi những diễn biến của hiệp 2 của trận đấu này. Và trong thời gian chờ đợi trước khi bắt đầu hiệp 2, chúng ta cũng cùng theo dõi những diễn biến chính của hiệp 1. We'll be right back.
motive tonight. We're lying right by your side. Get lost when you need it. It's hard to believe it. Tell me what's your motive tonight. Tell me what's your motive tonight. We're lying right by your side. Get lost when you need it. It's hard to believe it. Tell me what's your motive tonight. When you want it, will you say? When you need it, tell me what's your motive tonight. When you want it, will you say? When you need it, tell me what's your motive tonight. Be 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 what's your motive tonight. Sóng của bóng đá Bắc Giang. Vâng, cảm ơn anh em vẫn đã không quên rời sóng của bóng đá Bắc Giang trong những phút giải lao vừa qua. Và chúng ta cùng trở lại hiệp 2 của trận đấu trong khuôn khổ giải bóng đá Tôn Diễu mở rộng lần thứ nhất năm 2022 giữa FC Diễu và FC Đồn Nên. Kết thúc hiệp 1, hai đội ra sân tạm nghỉ với tỷ số 1-0. Và bây giờ là những diễn biến của hiệp 2. Kết thúc hiệp 1 thì hai đội ra sân tạm nghỉ với tỷ số 1-0 nghiêng về FC chủ nhà, với bàn thắng duy nhất của hiệp 1 của trận đấu được ghi bởi cầu thủ mang áo số 6, đội trưởng Văn Mạnh. Hải Mắm vừa mất bóng rồi, pha sút bóng không được. Đó là pha sút bóng của Văn Chiến. Ta cùng xem lại pha sút bóng của Văn Chiến. Tình huống nguy hiểm đầu tiên ở đầu hiệp 2 của các cầu thủ FC Đối Nên. Anh Điệp mất bóng rồi, rất nguy hiểm. Văn Chiến chuẩn bị thực hiện quả đá phạt dành cho FC Đối Nên. Được chuyền cho Văn Tài. Không được. Thành Đông và phối hợp của Thành Đông và Văn Tú. Đường chuyền dài của Văn Tú không được. Người chạm bóng vừa rồi phải là Thanh Hải. Ở hiệp 1 của trận đấu thì Thanh Hải cũng đã có những tình huống khá rõ nét, nhưng tuy nhiên thì cũng chưa được cụ thể hóa thành bàn thắng. Đặc biệt là tình huống cuối cùng của hiệp 1, Thanh Hải cũng đã có cơ hội tung ra cú sút của mình, nhưng rất tiếc Thanh Hải đã bị trượt chân. Một trong những ngày vừa qua thì bóng đá Bắc Giang cũng đã đồng hành cùng các giải đấu trên địa bàn tỉnh Bắc Giang. Đầu giờ chiều nay thì chúng tôi cũng đã mặt tại Tân Mỹ. Trước đó thì chúng tôi cũng đã có mặt tại Tân Tiến, Tăng Tiến, Mỏ Trạng, Yên Thế. Rất nhiều địa phương cũng đã có sự tham gia của bóng đá Bắc Giang. Văn Mạnh. Văn Mạnh không được. Vừa rồi là một đường chuyền cho Hai Mắm.
huấn luyện viên Văn Thắng của FC Đồi Nên, chính là người được giao cầm quân FC Đồi Nên tham gia giải đấu năm nay. Và như chúng tôi đã thông tin thì với việc thi đấu ở trận khai mạc gặp đội chủ nhà, nó sẽ là một áp lực khá lớn đối với các cầu thủ FC Đồi Nên. Tuy nhiên thì chúng ta cũng thấy được sự tự tin nhất định trong những pha triển khai bóng của FC Đồi Nên trong những phút vừa qua. Rất đẹp mắt. Đó là pha tung người vô lê của anh Điệp. Nếu như anh Điệp trúng bóng trong tình huống đó thì rất có thể nó là một bàn thắng đẹp mắt. Vâng, nhưng có vẻ như Văn Tú đã ra sân. Và cầu thủ mang áo số 12, Văn Quỳnh vào sân. Và chuyền bóng của Văn Tuấn, rất nguy hiểm, không vào. Bóng đã đập sang ngang thì phải. Rất nguy hiểm. Như vậy là bóng đã đi hết đường biên ngang rồi. Đó là pha chạm bóng của Hải Mắm. Chúng ta cùng xem lại tình huống này. Pha tạt bóng rất tốt. Vâng, không phải. Một pha đệm bóng hụt của Hải Mắm. Thành Hải, FC Đồi Nên phản công. Vào! Như vậy là đã có bàn thắng cân bằng tỷ số cho FC Đồi Nên. Một pha căng ngang của Thanh Hải. Và đó là một tình huống đá phản lưới nhà của hậu vệ của hình như là Văn Cường. Văn Cường đã cắt bóng trong tình huống vừa rồi nhưng rất tiếc. Bóng đã đi thẳng về phía khung thành của thủ môn Ngọc Văn. Một đều. Trận đấu sẽ hấp dẫn hơn rất nhiều sau bàn thắng cân bằng tỷ số vừa rồi. Chưa có lỗi chứ. Đó là một pha phá bóng của Văn Cường. Chúng ta cùng xem lại bàn thắng. Vâng, đó là một pha cắt bóng của Văn Cường. Rất tiếc cho các cầu thủ FC Tuấn Diễu trong tình huống vừa rồi. Nhưng rõ ràng đó là áp lực được tạo bởi các cầu thủ FC Đồi Nên. FC Đồi Nên có những phút nhập cuộc đầu hiệp 2 khá tốt. Hiệp một của trận đấu thì hai cầu thủ di chuyển nhiều nhất đó là Văn Mạnh và Văn Hưởng bên phía FC Diễu. Và rất tiếc là pha sau pha va chạm thì Văn Hưởng không thể tiếp tục thi đấu. Chúng ta cùng xem lại pha triển khai tấn công và bàn thắng dành cho FC Đồi Nên. Xin chào Hoàng Anh Hiếu, xin chào Quyên Nguyễn, xin chào Văn Vượng, xin chào Nguyễn Bình Thảo Nguyên. Vâng, có rất nhiều các cổ động viên là bạn của các cầu thủ đang trực tiếp thi đấu ở trận đấu đầu tiên của giải Thuần Dưỡng mở rộng lần thứ nhất năm 2022 này, cũng đang theo dõi trực tiếp trận đấu này trên live của Bóng Đá Bắc Giang. Sắp tới thì trên địa bàn tỉnh Bắc Giang chúng ta, những người yêu thể thao cũng sẽ được hòa mình vào không khí của Đại hội Thể dục Thể thao tỉnh Bắc Giang lần thứ 9 năm 2022. Và theo kế hoạch thì lễ khai mạc của giải, khai mạc của đại hội sẽ được tổ chức vào ngày 20 tháng 8 sắp tới. Chiều nay thì chúng tôi cũng đã được cập nhật những thông tin của lễ tổng duyệt của Đại hội Thể dục Thể thao tỉnh Bắc Giang lần thứ 9 năm 2022. Và rõ ràng trong những ngày hè vừa qua thì chúng ta cũng đã được đắm chìm trong
không gian của các bữa tiệc bóng đá ở các sân cỏ trên địa bàn tỉnh Bắc Giang và trên sóng của bóng đá Bắc Giang cũng vậy. Văn Chiến rất bình tĩnh và vía bóng không được. Hải Mắm rất nhanh. Văn Tuấn, Văn Long, và chuyền dài của Văn Long không được. Văn Long đã có ý đồ chuyền bóng cho Văn Tuấn, Hải Mắm trong tình huống vừa rồi. Lại là một đường chuyền dài của Thanh Hà. Văn Tuấn, Văn Mạnh rất bình tĩnh. Văn Long, pha sút bóng của Văn Long không được. Đó là một pha sút xa của Văn Long. Văn Chiến, Văn Tài, đó là một pha sút bóng. Pha xử lý có phần hơi vội vàng của Văn Tài. Mất bóng rồi. Vâng, trận sau trận đấu này thì rất nguy hiểm, rút không vào. Rất tiếc. Đó là một pha sút bóng của Hải Mắm. Và đối mặt với thủ môn Thành Đông. Và Thành Đông đã là người chiến thắng trong tình huống vừa rồi. Rồi sẽ là người tiếp theo của FC Đồi Nên. Như vậy là Xuân Trinh đã được tung vào sân. Đó là pha đánh đầu của Văn Mạnh. Bóng đã đi hết bên dọc rồi. Chúng ta cùng xem lại pha đối mặt của Văn Hải với Thành Đông. Đã có cơ hội nâng tỷ số lên 2-1 cho FC Diễu. Tuy nhiên thì Thành Đông đã chiến thắng. Và chuyền bóng không tốt của Văn Tuấn. Đây là pha sút của Long Đen. Sút không được. Đó là một pha ra chân của Thanh Hải. Xin chào Nguyễn Thị Tuyết, xin chào Nguyễn Văn Mạnh. Văn Long, và đánh gót rất điệu nghệ của Văn Chiến. Thanh Hải căng ngang không được. Đó là một pha chạm bóng của Văn Tài thì phải. Rất tốt. Không phải, đó là một pha chạm bóng của cầu thủ mang áo số 2 của FC Đồi Nên. Vâng, như chúng tôi đã thông tin thì sau trận đấu này sẽ diễn ra trận đấu trong khuôn khổ bảng A giữa FC Cầu và FC Dinh Trong. Quý vị các bạn có thể đến trực tiếp tại sân vận động thôn Diễu, xã Dĩnh Trì, thành phố Bắc Giang để cổ vũ cho trận đấu thứ hai này.
Pha đá phạt nhanh, rất nguy hiểm. Văn Long, pha nhồi bóng Văn Long sút không được. Lại là một pha sút bóng của Hải Mắm. Văn Long đã có một pha trả bóng lại tuyến hai rất đẹp cho Hải Mắm. Ta cùng xem lại. Không phải là một tình huống khó đối với thủ môn Ngọc Văn. Và chuyền bóng hơi sâu của Hải Mắm. Văn Tuấn đã không theo đường chuyền vừa rồi. Rất bình tĩnh. Bóng lại đến chân Văn Mạnh. Văn Tuấn và chuyền bóng cho Hải Mắm, căng ngang không được, rất tiếc. Văn Mạnh đã băng vào, tuy nhiên thì pha căng ngang của Hải Mắm hơi sâu. Văn Tuấn, Văn Mạnh rất nhịp nhàng, không được rồi, đã có lỗi đối với Văn Chiến. Đó là một pha tình huống phạm lỗi của Văn Tuấn. Và thẻ vàng đầu tiên đã được rút ra. Đó là thẻ vàng dành cho Văn Tuấn. Văn Chiến đã rất kinh nghiệm trong pha tranh cướp bóng vừa rồi, buộc Văn Tuấn phải phạm lỗi. Bóng vẫn trong sân. Phút thứ 46 của trận đấu và tỷ số lúc này vẫn đang là 1-1. Anh Điệp rất kỹ thuật. Anh Điệp không được. Và căng ngang tiếp đến của anh Điệp thì đã bị ảnh hưởng bởi chất lượng mặt sân. Tiếp đến là một cú sút. Sẽ có một quả đá phạt góc bên phía cánh trái theo hướng tấn công cho các cầu thủ FC đưa lên. Hải Mắm đã chạm bóng sau pha đá thẳng khung thành thủ môn Ngọc Văn của Văn Chiến. Không phải là một tình huống đối khó đối với thủ môn Ngọc Văn. Và lúc này thì hệ thống ánh sáng đã được bật lên tại sân vận động Thôn Diễu. Ánh sáng sân rất tốt. Hải Mắm không được. Văn Mạnh, Văn Chiến cướp bóng rồi. FC đưa lên phản công, vẫn là Văn Chiến. Thanh Hải rất bình tĩnh, không được. Đó là một pha phối hợp không tốt giữa Xuân Trình và đồng đội của mình. Thủ môn Thành Đông sinh năm 1985 và anh đang chơi cho FC 85 Dĩnh Trì. Thành Đông cũng là cầu thủ có khả năng thi đấu khá tốt ở nhiều vị trí khác nhau. Thành Đông cũng được biết đến là một trong những cầu thủ chơi rất tốt ở vị trí hậu vệ. Và vừa rồi đó là thẻ vàng thứ hai được rút ra ở trận đấu này. Cầu thủ vừa phải bị thẻ vàng là cầu thủ số 12 của FC đưa lên. Chúng tôi cũng chưa nhận thấy thông tin đăng ký số áo của tên của cầu thủ này.
vâng, đồng hành với giải đấu này như chúng tôi đã thông tin là công ty trách nhiệm hữu hạn Cương Thảo và nhãn hiệu Sơn Fanscon là những đơn vị tài trợ chính cho giải bóng đá Thôn Diễu mở rộng lần thứ nhất năm 2022. Pha đá phạt không tốt của các cầu thủ FC Diễu. Rất tốt, và xử lý rất tốt của Văn Long. Rất tiếc sau đó thì Văn Long lại đè mất bóng. Văn Chiến không được, lại là Văn Long rất lăn xả, không kịp rồi. Thành Hải bắn không được. Pha xoay sở không tốt của Xuân Trinh. Ta cùng xem lại tình huống xử lý rất bình tĩnh của cầu thủ mang áo số 2 của FC Đối Nên. Và dự kiến chung kết của giải bóng đá Thôn Diễu mở rộng lần thứ nhất năm 2022 sẽ được tổ chức vào ngày mùng 4 tháng 9, tức ngày mùng 9 tháng 8 âm lịch. Và đây, như chúng tôi đã thông tin, đây là một giải đấu để chào mừng lễ khánh thành đình chùa Thôn Diễu và dỗ tổ của Thôn Diễu năm 2022. Đó là một pha ra chân của Văn Tài. Mình đã có lỗi đối với Văn Mạnh. Văn Mạnh đã có một trận đấu đến thời điểm hiện nay thành công. Và như vậy là sẽ có một sự thay đổi người nữa về bên phía FC Đối Nên thì phải. Không phải, đó là sự thay đổi người bên phía đội chủ nhà FC Thôn Diễu. Cầu thủ mang áo số 5 Văn Tùng đã vào sân. Vâng, như vậy là Long Đen đã ra sân và vào thay Long Đen là cầu thủ mang áo số 5 Văn Tùng. Sút bóng không được, bóng đi chìm khá khó chịu trong tình huống vừa rồi. Chúng ta cùng xem lại pha sút bóng của Văn Tuấn. Lực sút cũng khá mạnh. Và Thành Đông đã tỉnh táo trong tình huống vừa rồi. Đường chuyền của Văn Tùng. Sút không được. Lại có một cầu thủ áo xanh nằm trên sân. Đó là cầu thủ mang số 10 Văn Bình như vậy. Vâng, và Văn Bình đã đứng dậy rồi. Rất nguy hiểm. Đó là pha chạm bóng của Văn Tùng. Vâng, cảm ơn Út Mộc đã chia sẻ thông tin số 12 của FC Đối Nên, đó là Mạnh Quỳnh. Vâng, Mạnh Quỳnh cũng đã phải nhận thẻ vàng trong những phút thi đấu vừa rồi của hiệp 2.
Xin chào Nguyễn Đỗ Hưng. FC Đồng Nên chuẩn bị thực hiện một quả đá phạt. Thanh Hà, Thanh Hải, hai anh em đang là những người đang đứng trước bóng trong tình huống đá phạt này. Thanh Hà là cầu thủ có khả năng đá phạt rất tốt bằng cả hai chân. Chúng ta cùng chờ đợi pha xử lý của Thanh Hà. Thanh Hải. Vâng, đã có thẻ vàng rút ra dành cho Thanh Hải. Thanh Hải đã có những pha xử lý hơi chậm và trọng tài Hoàng Mạnh Cường cho rằng đó là một tình huống câu giờ. Không được rồi. Văn Bình đã cất bóng. Bóng đã đi hết biên dọc. Quyền đá biên thuộc về các cầu thủ FC Thuần Diêu. Vâng, như vậy là đã là thẻ vàng thứ tư được rút ra trong trận đấu này rồi. Được chuyền của Văn Tuấn. Vâng, xin lỗi, thẻ vàng thứ ba. Quý vị và các bạn đang theo dõi trận đấu đầu tiên trong khuôn khổ giải bóng đá Thôn Diễu mở rộng lần thứ nhất năm 2022 giữa đội chủ nhà FC Diễu gặp FC Đồi Nên. Phút thứ 55 của trận đấu và tỷ số lúc này vẫn đang là 1-0. Và trượt chân của Văn Tùng. Xin chào Duy Quang. Rất có thể trận đấu này sẽ kết thúc với tỷ số 1-0. Duy Quang cũng đã dự đoán tỷ số này và chúng tôi cũng có cùng dự đoán với Duy Quang. Rất có thể hai đội sẽ chia điểm trong trận đấu đầu tiên của giải. Có lẽ đó cũng là một tỷ số đẹp. Sút không được. Đó là một pha sút bóng của Văn Chiến thì phải. Nguy hiểm. Văn Bình đã áp sát và Thành Đông lao lên. Và bây giờ thì Thành Đông đang bị nào. Chúng ta cùng xem lại tình huống vừa rồi. Rất nguy hiểm. Đó là một tình huống ham bóng của Văn Bình. Nỗ lực của Văn Bình. Em về 2.8 anh. Shooter speed để về 50. Xin chào Nguyễn Khoa, xin chào Duy Quang, những cổ động viên trung thành của bóng đá Bắc Giang. Và ngày mai thì chúng tôi được biết là ngày mai thì Duy Quang cũng sẽ thi đấu trên sân vận động Thôn Diễu tại giải này trong màu áo của FC Núi. Và chúng tôi cũng rất hy vọng Duy Quang cũng sẽ có những siêu phẩm của mình ở giải đấu năm nay. Pha đẩy bóng của Văn Mạnh hơi sâu. Thành Đông đã có pha xử lý tốt. Hải Mắm rất nhanh. Pha chuyền bóng cho Văn Mạnh. Căng ngang không được. Pha căng ngang hơi mạnh của Văn Mạnh. Vâng, Văn Mạnh hoàn toàn có thể dứt điểm trong tình huống vừa rồi. Pha chuyền bóng khá đồng đội của Văn Mạnh. Xin chào Mỹ Phạm Hùng. Vâng, cũng có rất nhiều các cổ động viên Thôn Diễu, những công dân của Thôn Diễu cũng đang trực tiếp theo dõi trận đấu này trên live của bóng đá Bắc Giang. Vì điều kiện không thể trực tiếp cổ vũ trận đấu này trên sân. Vừa rồi là một pha tung bóng, tung người này, vô lê của
cầu thủ ma số 11 Văn Tài. Rất đẹp mắt. Ở hiệp 1 chúng ta cũng đã thấy pha tung người vô lê của anh Điệp. Chúng ta cùng xem lại pha căng ngang vừa rồi của Văn Mạnh. Đó là những tình huống cuối cùng của hiệp 2 của trận đấu rồi. Tỷ số lúc này vẫn đang là 1-0. Văn Tài. Không được. Chưa có lỗi. Văn Bình. Đây là Văn Bình. Chuyền bóng cho Văn Tùng. Văn Tùng. Sút đi không được rồi. Chậm quá. Văn Tùng đã khá chậm trễ trong tình huống vừa rồi. Đã có cơ hội ra chân cho Văn Tùng. Chúng ta cùng xem lại. Quá chỉn chu. Sự chậm trễ của Văn Tùng đã làm cơ hội trôi đi. Phút thứ 60 của trận đấu rồi. Rất nguy hiểm. Văn Mạnh. Không được. Vẫn là những pha xử lý an toàn về phía thủ môn Thành Đông. Rõ ràng với việc đảm bảo tỷ số 1-0, giành một điểm rất nguy hiểm. Vâng, chúng tôi hoàn toàn bất ngờ. Chúng tôi đã đang định nói rằng với nếu như kết thúc tỷ số với trận đấu với tỷ số 1-0 sẽ là một thành công cho FC Đội Lên. Nhưng sai lầm đã mắc phải bởi một cầu thủ của FC Diêu, đó lại là Văn Cường. Đó là một pha chuyền về của Văn Cường và Văn Tài. Cầu thủ mặc áo số 11 của FC Đội Lên đã nâng tỷ số lên 2-1 ở phút thứ cuối cùng của hiệp 2. Rất tiếc. Rất tiếc ở những phút cuối cùng thì FC Đội Lên đã nâng tỷ số lên 2-1. Và có lẽ thời gian đã bù giờ của hiệp 2 của trận đấu này sẽ không còn nhiều. Một quả đá biên bên phía cánh phải theo hướng tấn công cho FC Diêu. Rất khẩn trương. Thời gian không còn nhiều. Xin chào Duy Thái, xin chào Nguyễn Trinh. Đánh đầu. Không được. Bóng vẫn trong cuộc. Văn Tùng. Sóng gió đã tan trước khung thành thủ môn Thành Đông rồi. Ngọc Văn đã dâng lên. Lại là Văn Cường mất bóng rồi. Không được. Rất tiếc cho Thanh Hải. Đã có lỗi đối với Văn Bình. Chúng ta cùng xem lại pha mất bóng của Văn Cường và pha dứt điểm của Thanh Hải. Đã có những phút mất tinh thần bên phía FC Thôn Diêu. Pha chạm bóng của Văn Tuấn. Rất tốt, FC Đội Lên phản công. Lỗi rồi. Rất có thể sẽ là một thẻ vàng. Vâng, đó là một thẻ vàng. Văn Tuấn. Không phải, đó là Hai Mắm. Vâng, đây là thẻ vàng thứ tư. Hơi bất ngờ đối với những người hâm mộ khi FC Diêu là những người dẫn trước với tỷ số 1-0 và bây giờ thì lại đang bị tạm dẫn với tỷ số 2-1. Những phút bù giờ cuối cùng của trận đấu rồi. Và sút bóng của Thanh Hà. Tiếp tục pha sút bóng nữa, rất nguy hiểm. Đã có lỗi đối với thủ môn Ngọc Văn. Trước đó là một pha bắt bóng tốt của Ngọc Văn.
Chúng ta cùng xem lại pha xa chân của Thanh Hà. Sẽ có một tình huống đá phạt góc cho FC Diêu. Những giây phút cuối cùng của hiệp 2, tỷ số lúc này đang là 2-1, tạm nghiêng về các cầu thủ đội khách FC Đồi Nên. Đánh đầu, đó là một pha chạm bóng của Văn Bình và tiếng còi đã vang lên. 3 điểm đầu tiên đã thuộc về đội khách FC Đồi Nên. Rất tiếc cho các cầu thủ FC Thôn Diêu. Đội chủ nhà đã có một hiệp đấu, hiệp 1 tưng bừng. Tuy nhiên thì hiệp 2 mọi thứ đã thay đổi. Những sai lầm ở hàng phòng ngự và những cơ hội bị bỏ lỡ ở hàng tiền đạo. Rất tiếc cho các cầu thủ FC Diêu. Trận đấu khai mạc. Tuy nhiên thì cơ hội còn rất nhiều. Một lần nữa xin được chúc mừng FC Đồi Nên, những người đã giành chiến thắng trong trận đấu đầu tiên của giải bóng đá Thôn Diễu mở rộng lần thứ nhất năm 2022. Và rất tiếc cho FC Thôn Diễu. Chúng ta sẽ cùng gặp, sẽ còn gặp lại các cầu thủ, cùng gặp lại các cổ động viên của Dĩnh Trì, các cổ động viên của Diễu, của Đồi Nên, của các đội tuyển tham gia giải bóng đá thôn núi, thôn Diễu mở rộng lần thứ nhất.